Hello anh em, sau cờ nhíp hôm qua về server phở Di Vàng Ngọc được anh em xem khá nhiều thì hôm nay lại là một server phở Di Vàng Ngọc và đã ông bườn nhé. Server này đã ông bườn phở Di Vàng Ngọc đăng ký phở Di luôn lại có set kích hoạt mới. Anh em thấy chưa, trái đất có set cai ông Ken 150% đấm thì nhức người luôn. Giai đoạn làng thì có map úp mảnh thiên sứ để đổi đồ thiên sứ, nhưng anh muốn úp thì phải làm xong hết nhiệm vụ và có set hủy diệt. Rất hay phải không, rất phù hợp cho những anh em cày chay và không có nhiều tiền để nạp VIP. Trên thằng build này ngoài đổi đồ hủy diệt thì cũng chả có gì đặc biệt. Hết vẹo. Ngoài đảo Kame thì bán mấy cải trang khá hay ho và bán thêm một tem đeo lưng. Bên cửa hàng VIP thì có cải trang gì ấy tôi không biết tên. Cạnh bà Hạt Mít có một NB 11 mới để nâng cấp trang bị kích hoạt cho anh em. Kiếm nguyên liệu nâng cấp set kích hoạt đều úp từ quái hết nhé. Hết cờ nhíp rồi, link đăng ký phiên bản tôi để dưới nhé. Bye bye anh em.